Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã giảm điểm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng đây là cái bẫy tăng giá vừa rồi đã thành công, bởi vì là cái việc giao dịch chốt lời của phiên ngày hôm nay cũng xảy ra khá là tích cực. Và để bàn nhiều hơn về những diễn biến giao dịch của phiên đầu tuần thì chúng tôi sẽ trò chuyện với anh Ngô Phụng Hiệp, là giám đốc khối nguồn vốn và đầu tư của công ty chứng khoán ACBS. Xin chào anh Hiệp, chúng ta thấy rằng là những cái nhóm cổ phiếu mà đã tăng điểm trong cái tuần vừa rồi đó, ví dụ như là dầu khí, thì chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay đã được bán ra để chốt lời khá là nhiều. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng là các nhà đầu tư cũng đầu tư vào nhiều cổ phiếu tiêu dùng điển hình như là Vinamilk hay là những cái cổ phiếu khác, ví dụ như là bất động sản. Thì bản thân anh có những cái nhận xét gì về cái phiên ngày hôm nay? Tôi nghĩ phiên ngày hôm nay là phiên chốt lời các cổ phiếu đã tăng trong tuần vừa qua, như là các cổ phiếu dầu khí. Lý do là bởi vì chúng ta đang sắp đến một cái kỳ nghỉ Tết dài, và hiện tại thì trong ngắn hạn cũng không có cái yếu tố tích cực nào mà có thể làm cho thị trường tăng quá mạnh trong thời gian từ ngày hôm nay đến cuối tuần. Vì vậy cho nên là các nhà đầu tư thực hiện chốt lời. Ngoài ra thì các cái cổ phiếu như là Vinamilk thì cũng đang ở mức giá rẻ, thì đó cũng có thể một phần là, hoặc là có thể là các nhà đầu tư họ kỳ vọng vào cái kết quả sản xuất kinh doanh của những cái cổ phiếu này sẽ tốt hơn cái kỳ vọng của thị trường, vì vậy họ mua vào. Vâng, và chúng ta ngày hôm nay thì tôi cũng muốn bàn nhiều về những cái nhóm ngành cổ phiếu cụ thể, bởi vì chúng ta thấy rằng là có những cái thông tin sẽ ảnh hưởng đến những cái nhóm cổ phiếu này. Đầu tiên chúng ta thấy rằng là cổ phiếu của ngành dệt may, thì chúng ta thấy rằng là TPP thì sắp sửa sẽ được ký kết vào đầu tháng 2. Như vậy thì rõ ràng là cổ phiếu dệt may phần lớn là sẽ được hưởng lợi từ cái việc TPP. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong thời gian vừa qua thì cổ phiếu dệt may hoàn toàn không có được các nhà đầu tư quan tâm nhiều. Có phải là bởi vì TPP thì còn lâu lắm mới được hiện thực hóa, còn bây giờ thì các nhà đầu tư vẫn thích nhiều hơn những cái cổ phiếu mà mang tính đầu cơ cao? Tôi nghĩ có thể có hai cái giải thích chính cho cái hiện tượng này. Cái thứ nhất là có thể là cái kỳ vọng TPP, mặc dù là chúng ta vừa mới tiến gần đến việc ký kết gần đây, thế tuy nhiên cái triển vọng về TPP đã được bàn cách đây 1-2 năm, và có thể là trước đây có thể các nhà đầu tư quá hào hứng về cái hiệu ứng của TPP và đã đẩy giá cổ phiếu dệt may lên ở mức cao, cao hơn là cái mà TPP có thể mang đến. Và hiện tại thì tình hình chung của thị trường đang ở xu hướng giảm điểm, cho nên là các cái cổ phiếu dệt may cũng giảm điểm theo, bởi vì trước đó đã có thể là định giá cao hơn, kể cả là đã tính vào cái triển vọng của TPP. Vì vậy chúng ta thấy là dường như là TPP không có cái tác động nào đến giá của các cổ phiếu này. Một cái lý giải thích thứ hai á, là có thể những cái cổ phiếu ở trên sàn á, thì nó không thuần túy, các cổ phiếu mà dệt may ở trên sàn á, thì nó không thuần túy là cổ phiếu dệt may mà có đầu tư vào tài chính rồi bất động sản, và vì vậy á, thì cái việc mà giá cổ phiếu các cổ phiếu này giảm có thể là nó bị ảnh hưởng từ những cái khoản đầu tư ngoài ngành dệt may. Tức là anh cho rằng là cái các doanh nghiệp dệt may hiện giờ trên sàn thì cũng rất là đa ngành, cho nên là cũng ảnh hưởng một phần nào đó đến quyết định của các nhà đầu tư. Vâng, và chuyển sang một cái nhóm ngành khác, đó là nhóm ngành cổ phiếu nhiệt điện. Thì từ cuối tuần trước thì chúng ta thấy rằng là có cái thông tin rằng là Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã áp dụng cái chính sách lãi suất âm, và đối với lại các doanh nghiệp nhiệt điện thì cái vốn vay đồng yên Nhật đó thì nó cũng chiếm cái tỷ trọng khá là cao. Như vậy thì đây rõ ràng là một cái thông tin có lợi trước mắt cho các doanh nghiệp nhiệt điện. Nếu như vậy thì chúng ta thấy rằng là cổ phiếu nhiệt điện phá lại thì trong hai phiên vừa rồi cũng đã tăng xanh rồi, thì anh có cho rằng sắp tới thì sẽ tạo được một làn sóng nho nhỏ nào đó trên cổ phiếu nhiệt điện phá lại nói riêng cũng như là nhóm cổ phiếu nhiệt điện nói chung? Việc này, để trả lời cho câu hỏi này đó, thì chúng ta nên phân tích xem là liệu là sắp tới thì đồng yên Nhật có tiếp tục mất giá hay không. Vì nếu mà đồng vừa qua thì đồng yên Nhật do cái hiệu ứng về cái lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật đó thì có mất giá, tôi có
kiểm tra đó thì tôi thấy là mức giá khoảng 1-2%. Thì 1-2% cũng không phải là một con số quá lớn, và vì vậy những gì thể hiện trong cái tỷ giá đồng yên Nhật với lại các cái đồng tiền khác đó thì nó cũng đã một phần phản ảnh vào cái kỳ vọng thị trường chúng ta vào cổ phiếu nhiệt điện phá lại. Cho nên nếu chỉ với cái thông tin này mà chúng ta kỳ vọng đợt tăng mạnh vào tăng mạnh của giá cổ phiếu phá lại trong thời gian tới đó, thì tôi nghĩ là chúng ta cũng hơi vội vàng. Cảm ơn những ý kiến phân tích vừa rồi của anh rất nhiều. Cảm ơn chị. Thưa quý vị vừa được tham khảo những ý kiến của anh Ngô Phụng Hiệp, là giám đốc nguồn vốn và đầu tư đến từ công ty chứng khoán ACBS. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng tôi sẽ điểm qua các thông tin chính đã phát trong bản tin. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tháng 1 năm 2016 của Việt Nam tiếp tục nhích thêm lên mức cao nhất 6 tháng qua, đạt 51,5 điểm. Trong đó, lượng đơn đặt hàng mới tháng 1 đã không chỉ tăng tháng thứ 2 liên tiếp mà còn tăng với tốc độ nhanh hơn tháng trước. Tại phiên họp thường kỳ chính phủ hôm cuối tuần qua, Bộ Công Thương khẳng định chưa có kế hoạch tăng giá điện trong năm nay. Cũng theo Bộ Công Thương, đến tháng 12 năm ngoái, các diễn biến thời tiết vẫn gây bất lợi đến lượng nước cung cấp cho các hồ chứa. Ngoài các chủ đề về hài Tết, nhạc Tết, v.v., người Việt Nam rất quan tâm đến vé tàu và vé máy bay Tết. Đây là hai trong số top 10 truy vấn nổi bật nhất về Tết Bính Thân 2016 trên Google. Đây cũng là năm đầu tiên việc làm Tết 2016 vào top 10 truy vấn nổi bật nhất thuộc chủ đề Tết. Khảo sát của HSBC cho thấy 65% người lao động trên 45 tuổi trên toàn cầu muốn được về hưu trong vòng 5 năm tới, nhưng có gần 40% trong số đó cho rằng sẽ không thể thực hiện được mong muốn này vì chịu áp lực kinh tế. Nước Áo vừa cho dựng hàng rào dọc biên giới với Slovenia để ngăn chặn dòng người di cư, bên cạnh việc công bố một số quy định mới trong việc tiếp nhận người di cư. Theo đó, chỉ khoảng 500 người di cư được phép vào Áo mỗi ngày. Và đến đây thì bản tin ngày 1 tháng 2 năm 2016 của FBNC cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin mời quý vị hãy tiếp tục ghé thăm trang YouTube của FBNC để có thêm nhiều thông tin cũng như các chương trình khác của FBNC. Quý vị có thể xem lại tất cả các bản tin đã phát của chúng tôi tại kênh YouTube FBNC. Còn bây giờ thì Tú Trinh xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị.